Cách truy cập Google Translate. Bước thứ nhất, tải xuống ứng dụng Google cho iPhone hoặc Android. Cài đặt ứng dụng. 1. Nhấn vào App Store cho iPhone hoặc Play Store cho điện thoại Android trên điện thoại của quý vị. 2. Trong mục tìm kiếm nơi mũi tên chỉ vào, hãy nhập vào Google Translate hoặc bà kéo xuống các ứng dụng và tìm Google Translate. Thứ tư, nhấn vào Get hoặc Install để cài đặt ứng dụng. Bước thứ hai, thiết lập Google Translate. Lần đầu tiên quý vị mở ứng dụng Google Translate, quý vị sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ chính và ngôn ngữ mà quý vị muốn được dịch sang thường xuyên nhất. Quý vị luôn có thể thay đổi nó sau này tùy thuộc vào nhu cầu của mình. Bước thứ ba, Google Translate chức năng cơ bản. Nhấp vào mục số 1 để chọn hai ngôn ngữ mà quý vị muốn dịch, ví dụ từ tiếng Anh sang tiếng Trung hoặc từ tiếng Trung sang tiếng Anh. Nhập cụm từ sẽ được dịch vào mục số 2. Các cụm từ được dịch sẽ được hiển thị trong mục số 3. Nhấp vào biểu tượng loa ở mục số 4 để nghe tài liệu đã được dịch. Các chức năng khác của Google Translate. Nhấp vào biểu tượng camera để dịch. Scan, khuyến nghị cho các tài liệu giấy. Nhấp vào biểu tượng scan, hướng camera vào tài liệu, nhấp vào nút hình tròn để scan. Màn hình sẽ làm nổi tất cả các từ. Nhấp select all. Nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh ngôn ngữ được dịch sang ở trên cùng để truy cập bản dịch đầy đủ. Nếu cần, nhấp vào biểu tượng loa để nó đọc to cho quý vị. Các chức năng khác của Google Translate. Instant, ngay lập tức, chỉ khuyến nghị cho các cụm từ hoặc câu ngắn. Nhấp vào biểu tượng Instant, hướng camera vào tài liệu cần dịch, màn hình sẽ bắt đầu dịch. Nếu quý vị cần thêm thời gian để đọc bản dịch, hãy nhấp vào Pause Translation để dừng lại. Khi quý vị đã sẵn sàng để tiếp tục, hãy nhấn vào Continue Translation. Các chức năng khác của Google Translate. Import, nhập. Khuyên sử dụng cho tài liệu hoặc photo trên điện thoại của quý vị. Nhấp vào biểu tượng Import, chọn tài liệu từ thư mục. Tất cả các từ trong thư được làm nổi. Nhấp vào Select All. Nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh ngôn ngữ được dịch ở trên cùng để truy cập bản dịch đầy đủ. Nếu cần, nhấp vào biểu tượng loa để nghe tài liệu đã được dịch. Các chức năng khác của Google Translate. Handwriting, một lựa chọn khác để dịch. Nhấp vào biểu tượng Handwriting, viết từ hoặc cụm từ vào hộp Write Here. Các chức năng khác của Google Translate. Conversation, đàm thoại, được đề nghị khi nói chuyện với người khác mà họ nói một ngôn ngữ khác. Nhấp vào biểu tượng Conversations, nhấp vào biểu tượng Microphone dưới ngôn ngữ mà quý vị sẽ nói. Nói vào Microphone, khi quý vị dừng lại, ứng dụng sẽ đọc to cụm từ được dịch ra. Nhấp vào biểu tượng loa để lặp lại cụm từ. Các chức năng khác của Google Translate. Voice, giọng nói, một lựa chọn khác để dịch. Nhấp vào biểu tượng Voice, nói vào microphone. Khi quý vị dừng lại, ứng dụng sẽ dịch cụm từ. Cụm từ sẽ không tự động phát ra. Nhấp vào biểu tượng loa để nghe cụm từ.